Người quản và thương hiệu, một chương trình truyền hình thực tế gặp gỡ và trò chuyện với những người con ưu tú của xứ quản. Những câu chuyện xa quê hương và tại quê nhà trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Không chỉ là thương hiệu của chính cá nhân người quản mà còn là thương hiệu do chính người quản gây dựng lên ngày hôm nay. Họ đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức như thế nào để tạo nên những giá trị vững bền, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quê hương xứ quản nói riêng và Việt Nam nói chung. Hôm nay, mời quý khán giả cùng MC Anthi, người con quê hương Điện Bàn, quán quân duyên dáng Bolero 2019, cùng đến với tỉnh Bình Dương, ghé thăm một nơi được mệnh danh là biến rác biển thành ngoại tệ, để tìm hiểu nhân vật trong chương trình. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình thực tế Người quản và thương hiệu do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam thực hiện với sự đồng hành của Nha khoa Kim, hệ thống nha khoa hàng đầu Việt Nam. Và kính thưa quý vị, 23 năm về trước, từ những chiếc vỏ sò, vỏ ốc tưởng chừng như đơn giản như thế này thôi, nhưng với bàn tay và khối óc tài hoa của một người con quê hương Tiên Phước đã biến những vật dụng tưởng chừng như là vô tri vô giác trở thành những tác phẩm nghệ thuật đầy sáng tạo. Và cũng chính từ những nguyên vật liệu thô như thế này thì thương hiệu nút áo Tôn Văn đã ra đời, cùng với đó là sự tín nhiệm của những khách hàng trong nước và kể cả ở kinh đô thời trang thế giới. Nhân vật đó là ai? Đừng chuyển kênh, hãy cùng với Người quản và thương hiệu tìm hiểu quý vị nhé. Doanh nhân Tôn Thành Nghĩa sinh năm 1957, lớn lên ở vùng quê nghèo Trung Du, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Tuổi thơ cơ cực với gia đình có 11 anh chị em. Năm 1964, vùng quê nghèo xứ Tiên đã trải qua cơn đại hồng thủy lịch sử, và nếu không được ân nhân cứu mạng thì không có doanh nhân Tôn Thành Nghĩa của hôm nay. Năm 1976, chàng sinh viên Đại học Bách Khoa chuyên ngành thủy lợi Tôn Thành Nghĩa bắt đầu công việc tại Sở Thủy lợi Sông Bé. Ngót 10 năm sau, khi đất nước mở cửa, việc đăng ký học tiếng Nhật tại trường Nhật ngữ Đông Du khóa đầu tiên đã giúp doanh nhân đổi đời, bắt đầu làm phiên dịch rồi đến vị trí giám đốc điều hành cho một công ty Nhật chuyên về nút áo từ xa cừ. Sau khi tích lũy kinh nghiệm, năm 1997, doanh nhân Tôn Thành Nghĩa bắt đầu mở cơ sở nút áo Tôn Văn, tiền thân của công ty trách nhiệm hữu hạn nút áo Tôn Văn ngày nay. Tại đây, những nguyên liệu từ các vỏ ốc xà cừ trong và ngoài nước đủ tiêu chuẩn sẽ được gia công tạo nên những nút áo và các sản phẩm từ vỏ ngọc trai đẳng cấp quốc tế. Có giá trị xuất khẩu thị trường ngoài nước chiếm 95%, được khách hàng ở những kinh đô thời trang như Pháp, Ý, Nhật, Hồng Kông, Mỹ, Hàn Quốc đón nhận, gây tiếng vang lớn, một thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế do người Quảng Nam gây dựng. Mời quý khán giả cùng gặp gỡ doanh nhân Tôn Thành Nghĩa ngay sau đây để hiểu hơn câu chuyện của Tôn Văn trong chương trình. Xin được hân hạnh chào chú ạ. Xin chào anh Thi, xin chào quý vị khán giả, đặc biệt là đồng hương Quảng Nam. Và được biết là chú sinh ra và lớn lên ở Tiên Phước. Ngay trung tâm thị trấn Tiên Phước, ngay thị trấn Tiên Kỳ. Tuổi thơ của chú mà gắn với quê nhà mình thì nó đặc biệt như thế nào chú? Cái hồi đó là chú mới 7 tuổi, là cái năm lũ lụt, năm Thìn, năm 64. Nó nổi tiếng cái trận lụt đó. Năm 1964, coi như đại hồng thủy ở vùng quê, vùng núi, nhưng mà nước nó ngập cao đến độ nghĩa là nhà chú là nhà ngói, mà ở cái vùng đó có 3-4 căn nhà ngói thôi, mà nước lên tới mái ngói. Thế thì gia đình chú hồi đó là xung quanh cả xóm nó tập trung về đó hết, khoảng trên 200 người tập trung ở nhà chú. Cơn lụt nó cả mấy ngày không biết, thấy nó lâu lắm mà chú lại muốn chết, coi như bị chết cống luôn. Nó bị vậy đó. Và hồi đó những người xung quanh là phải xé vải ra để buộc chung gia đình với nhau hết, để mà đặt trường hợp mà có đi thì còn biết, mà chôn tập thể. Người ta đã phải tính đến cái tình huống như vậy đó. May rồi cuối cùng là nước cũng rút mà mọi chuyện cũng qua khỏi. Thật nhớ hoài tuổi thơ dữ dội luôn. Thì cái giai đoạn mà mình lập nghiệp nó sẽ như thế nào chứ? Trong cái khổ, đặc biệt là cái chuyện kiếm miếng ăn. Cũng may mắn là thời đó mới giải phóng thì mình được cái là được đi học thì có học bổng. Thì cái học bổng thì cũng đủ để ăn, để là cái thứ đó. Rồi sau đó thì mình phải xoay sở, mình đi dạy thêm, đi làm thêm rồi để cầm cự cho tới ra trường. Ra trường đi làm thì cũng lượng đủ sống thôi. Nhưng mà cũng được cái là cũng coi như mình phải nghĩ rằng cái mình được làm là tốt rồi, mình có việc là mình đã may mắn hơn người ta, và mình làm có nghĩa là mình được học. Những cái thời điểm đầu mình đặt những cái viên gạch đầu tiên cho cái thương hiệu nút áo Tôn Văn của mình thì chú có thể nói cụ thể hơn về những cái giai đoạn đó được không ạ? Thì lúc đầu là mình khởi nghiệp là mình cũng không có nghĩ cái gì cao xa hết nhá, coi như kiếm cơm thôi. Chỉ làm, hoặc là mình tự ái là thấy là người ta sản xuất được, người ta làm được thì mình phải tìm cách mình làm cho được, để nuôi vợ nuôi con đi. Là những cái đời thường vậy thôi. Thế thì và mình thì cũng dân học kỹ thuật và mình say mê kỹ thuật. Và ra khi sản xuất, khi làm cái gì là mình phải nghĩ đến cái chuyện mà giải quyết vấn đề kỹ thuật nó sao để cho nó
được nó năng suất nhất, nó hiệu quả nhất. Cái sản phẩm của mình khi mà xuất khẩu ra nước ngoài thì đã được thị trường quốc tế đón nhận như thế nào rồi chú? Đừng mong dễ, nhớ vậy đó, làm ăn đừng có mong dễ, nhất là cái giai đoạn đầu. Hồi đầu chú làm hả, chú khi chú xuất đi chú bán thì tất nhiên là mình tin tưởng là ngon lành lắm. Nhưng mà tới nơi là người ta che, người ta thấy nó xấu, nó không đẹp, không bóng, không chính xác, đủ thứ hết trơn. Đó. Thế rồi người ta trả về, họ cứ nói vậy đó chứ thực chất là nó tốt hơn. Nhưng mà rồi mình phải chiều cho khách. Sau đó lần lần mình mới có cái nhìn của khách hàng, mình mới thấy là họ nói đúng, chứ không phải mình không đừng có suy nghĩ theo chủ quan mình. Rồi mình chiều theo khách, mình làm cái từ từ đó. Nhờ vậy đó mà sản phẩm mình nó mới ngang, nó đạt được cái tầm của nước ngoài để mà xuất khẩu. Cái nghề nút áo này nó có một cái hay, cái nghề nút này nó là từ cái vỏ sò và ốc. Và nó biến, nó nghĩa là nó cũng dẫn dắt như là cái nguyên tắc về nước chảy chỗ trũng vậy đó. Hồi xưa, cả trăm năm trước thì nó bên châu Âu, lần lần nó qua châu Á, qua Nhật, qua Hàn Quốc. Đó, rồi mấy cái chỗ đó người ta đời sống nó cao lên, lao động này nó chê là vất vả rồi thì nó lại tràn về Việt Nam. Đó. Và bên đó người ta lại là cái nghề họ đôi khi là cái cha truyền con nối thì cũng không, họ không có trường lớp bài bản cho lắm. Rồi đến khi mình may mắn mình kế thừa vào thì mình ở nước nhỏ, đi sau, nhưng mà mình lại được học bài bản. Thành ra mình lại khai thác hết cái công nghệ, cái kỹ thuật của nó, thành ra để cái sản phẩm của mình là không có thua kém gì ai hết trơn. Ví dụ như cái nghề, cái công đoạn của nút áo này ở bên Pháp nó có một cái tài liệu thời đó là bảo đến trải qua 27 công đoạn nó mới hình thành được cái hạt nút này. Nhưng mà giờ thực tế mình làm thì cỡ hơn 10 công đoạn mình làm được. Nhưng mà dù sao mình cũng có cải tiến rất nhiều và cái sản phẩm mình là tự tin là không có thua bất cứ với ai hết. Không những là nút áo không, nó có thể làm ra được nhiều cái khác nữa. Ví dụ như chú làm ra cây bút bằng ốc nè. Anh Thi xin được mượn cái bút nè. Chú trang trở để làm cây bút bằng ốc. Trên 10 năm nay rồi nhưng mà và cái làm mãi mà cũng chưa vừa ý lắm. 90% là mình tự làm tại công ty chú. Chỉ cái ruột là mình phải nhập từ bên Đức thôi. Thì tại đây thì chú có một cái sản phẩm bút đẹp như thế này thì anh Thi nghĩ là nó sẽ cạnh tranh với rất nhiều những cái thương hiệu quốc tế. Thì chú nghĩ sao về điều này ạ? Thương hiệu quốc tế thì nó nổi tiếng quá rồi. Ví dụ như cái thương hiệu mà Montblanc là hầu như là cái số 1. Dạ, đúng rồi. Nó đắt tiền lắm. Hôm rồi chú tới gặp có một cây bút là nó đến 700 triệu luôn. Là thậm chí hồi xưa chú đi làm nhiều khách du lịch đó, họ qua Việt Nam họ chơi thì họ cũng phàn nàn, họ bảo Việt Nam mày ít có quà tặng ít quá này, chẳng lẽ đi tao mua bức tranh sơn mài về tao làm quà tặng, ít cái quà tặng thanh nhỏ nhỏ như thế này thì rất hiếm. Thế thì giờ chú làm cái này, nó làm vừa quà tặng cho nhiều người và nó cũng vừa túi tiền. Bút kia thì cả trăm triệu hoặc cả chục triệu, bút này chú bán thì nó chỉ vài ba triệu thôi, thì chú nghĩ là nó cũng phù hợp. Còn cái chất lượng thì bảo đảm là còn cao hơn nữa chứ không có thấp hơn đâu. Cùng lại trên thế giới. Sản phẩm tâm huyết mà Blue Sài Gòn muốn mang đến cho người tiêu dùng là bút ngọc trai, bởi ý nghĩa của cây bút gắn liền với một đời người. Những nét chữ đầu tiên, cánh thư đầu tiên, giao kết đầu tiên và ghi lại những bản mộc cuộc sống hướng tới giá trị chân thiện mỹ. Hơn thế nữa là khai nhịp tri thức, kết tình thâm giao. Không biết là làm như thế nào mà chú lại truyền cảm hứng cho cái thế hệ sẽ kế thừa từ những cái thành phẩm thành quả của mình. Để viết tiếp câu chuyện ở Blue Sài Gòn vậy ạ? Nó gần gũi với mình đi đâu cũng dắt nó đi, là cái thứ thì say mê với những cái mình đã say mê từ từ vậy đó. Ngoài công việc kinh doanh thì chú Nghĩa cũng tham gia rất là nhiều những cái hoạt động thiện nguyện, và đặc biệt là tại quê nhà phải không chú? Cái mảng mà hoạt động thiện nguyện nó cũng là chuyện lớn ở quê nhà. Ví dụ như là làm việc ở Bệnh viện Đa Khoa Quảng Nam, mà chú đưa được cái đoàn bác sĩ Nhật về làm liên tục 20 năm nay. Năm nào cũng về hết trơn, mà về vào mùa hè để mổ sứt môi hở hàm ếch.
miễn phí cho các em. Khi mỗi là chú, cái đoàn bác sĩ của chú á, ông bác sĩ cũng tốt lắm, ông cho khoảng 4-5 container thiết bị y tế để về cho bệnh viện đa khoa đó, để trang bị cho các cái phòng mổ. 20 năm trước là cái bệnh viện mới xây, chưa có thiết bị gì bên trong hết. Rồi thậm chí là nhờ cả Thủ tướng Phúc để mà xin để nhận được cái đó về. Thì bên cạnh công việc kinh doanh, bên cạnh những hoạt động thiện nguyện, lúc nào cũng sẽ có một hậu phương vững chắc, đúng không chú? À, gọi là ủng hộ mình cả về tinh thần. Chú thì may mắn là bà xã chú là cũng thuộc loại vượng phu ích tử á, mà vừa là đôi bạn học tập luôn ở thời đại học. Và vợ thì mới mất cách đây 4 tháng, mà ổng là hồi trước là ổng một tiến sĩ du học ở bên Mỹ á. Ổng viết sách nhiều lắm về tiếng Anh, siêu tiếng Anh lắm. Và giờ bà xã chú thì cũng phụ giúp một tay hòm chìa khóa trong cái công ty này. Mà trong cái giao dịch với khách hàng á, đụng tiếng Nhật thì chú làm, chú lo. Mà dạ, tiếng Anh thì có bà xã với có mấy người con đảm đương. Nè, lặng lắm. Chúc cho cô chú luôn luôn mạnh khỏe. Và các con thì cũng luôn là viết tiếp được cái ước mơ của cha. Và mong chú sẽ có đôi điều nhắn nhủ và chia sẻ với tuổi trẻ. Và đặc biệt là tuổi trẻ Quảng Nam mình. Học phải đi với hành, học đi với hỏi. Cái tiếng Việt nó hay rồi đó. Và thất bại là mẹ thành công. Anh khởi nghiệp trong vòng 10 người, khởi nghiệp trong vòng 3 năm sau thì hết khoảng 9 người là thất bại rồi, phá sản rồi. Thì cũng mong rằng bạn trẻ cứ ra làm là nghĩ đến cái chuyện là vấn đề là mình học, rồi cái lợi nhuận nó từ từ nó tới, nó sẽ automatic nó đến. Yeah. Đừng có nóng vội cái chuyện tiền bạc, chuyện đó quá thì nó có sức học, cứ lao vô là học và cứ kiếm làm, không có câu nệ cái gì hết trơn á. Hy vọng là trên chặng đường tiếp theo, những thế hệ kế thừa của nút áo Tôn Văn sẽ ngày một làm phồn hoa thêm và giúp cho chú có thêm một cái động lực ở tuổi này, đúng không chú? Ừ. Qua sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam thì cũng có một cái voucher của Nha khoa Kim, hệ thống nha khoa hàng đầu Việt Nam, trị giá 5 triệu đồng để dành tặng chú để cùng trải nghiệm những dịch vụ tại đây. Và đây cũng chính là một thương hiệu của người Quảng mình đấy ạ. Xin được trao tặng cho chú. Cảm ơn nhiều. Vừa lúc đang lúc đau răng thì hy vọng là có dịp ghé thăm Nha khoa Kim sớm. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình truyền hình thực tế Người Quảng và Thương hiệu do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam thực hiện đến đây xin được khép lại. Xin được trân trọng cảm ơn Nha khoa Kim, hệ thống nha khoa hàng đầu Việt Nam đã đồng hành cùng chương trình chúng tôi, và cũng xin được cảm ơn vị khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay, đó chính là doanh nhân Tôn Thạnh Nghĩa, giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn nút áo Tôn Văn đã nhận lời tham gia chương trình. Quý vị khán giả nhớ đón xem chương trình Người Quảng và Thương hiệu trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam QRT, hệ vệ tinh Vinasat 2 cũng như các hạ tầng truyền dẫn khác trên toàn quốc. Hoặc quý vị cũng có thể truy cập vào website www.qrt.vn để theo dõi chương trình. Thân ái hẹn gặp lại quý vị ở chương trình kỳ sau. Bye bye. Nha khoa Kim vững nội lực bật thành công.